chúng ta nắm về cái cách lập cơ bản như vậy. Còn phương các phương pháp khác á, là phương pháp chúng ta, nếu chúng ta không có cái điều kiện để chúng ta, ví dụ như người hỏi quên thời gian rồi là chúng ta đột nhiên ta gặp một sự kiện nào đó thì chúng ta cũng có thể lập được. Hoặc là người ai đó đi lên hỏi ta một cái việc gì đó thì ta cũng có thể là, nếu trường hợp họ không có mang tiền thì khỏi cần rút tiền hoặc là động tâm về tiền cũng được, hay là tác tâm về tiền. Rồi một số phương pháp khác chúng ta sẽ đi về phương pháp hình thể. Một, chúng ta đi về phương pháp hình thể. Hình thể là sao? Hình thể là ví dụ như bây giờ là họ đến họ hỏi việc mình, ví dụ như họ hỏi là ngày mai tôi đi buôn chuyến hàng thì không biết là chuyến hàng này buôn nó có được lời hay không, hay là nó có thuận lợi hay không, ví dụ như vậy. Thì mình không có một cái phương pháp, một cái phương tiện khác thì mình có thể bảo họ bẻ, ví dụ như là bẻ lá cây. Ví dụ như họ bẻ một cái cành cây thì tính số lá cây, hoặc là ví dụ như là ở gần đó ví dụ như có tâm thì chúng ta là coi như là cho họ bốc tâm, hoặc là chúng ta là coi như là có đậu hoặc là hạt ngô rồi gì đó, nói chung là đại loại là như vậy, thì chúng ta sẽ cho họ bốc cái số lượng của hạt. Còn nếu ví dụ như trường hợp mà có trang sách thì chúng ta lập trang sách, ví dụ như vậy. Thì lập như thế nào? Ví dụ như cái lá cây này, lá cây. Bẻ một cái cành cây, mình tính tổng số lá trong đó, ví dụ như 17 lá này, không? 17 lá cây. Và cái thời gian của họ bẻ lúc mấy giờ? Ví dụ như khi bẻ xong đó, chúng ta sẽ tính số lá cây là tổng là 17. Thì ta lấy là 17 này, chia 8. 17 chúng ta chia 8 ngàn. Thì được 2 lần. 2 8 16 còn dư 1. Dư 1. Thì lúc này ta lấy cái số dư 1 này này, ta làm thưởng quái nha. Số dư 1 chúng ta làm thưởng quái. Rồi. Cái thời gian của cái người bẻ lá cây á, ví dụ như họ bẻ lá cây vào giờ tỵ, có nghĩa là từ 7 giờ đến 9 giờ thì ta tính ra là giờ tỵ là số mấy. Thì giờ tỵ nó là số 6. Giờ tỵ bằng số 6. Tý Sửu dần Mậu Thìn tỵ dần là số 6. Như vậy chúng ta sẽ được á, là dư 1 thì chúng ta lấy số 1 là quẻ càn. Càn này hay là chúng ta gọi là thiên á. Thiên. Đó. Càn này trên số 6 là khảm, càng trên khảm. Đúng không? Rồi. Hay là thiên này. Không? Thiên thủy, đó. Thiên thủy. Ví dụ như đó, thiên thủy. Rồi. Bây giờ ta tính hao động làm sao? Như vậy chúng ta lấy số 17 đây nè, 17 cái lá cây này, 17 lá cây đây. Chúng ta cộng cho 6, cộng cho cái giờ. 17 cộng cho 6 chúng ta được 23. 23 này chúng ta chia cho 6. Nha. 23 này chúng ta chia tiếp cho 6 thì sẽ tính ra được cái hao động. Nào. 23 chia 6, 63 18. À. 63 18 này, bài được 3 lần. Dư 5. Không, dư 5. Như vậy cái dư 5 này chính là cái hao động đó này, hao động là hao số 5. Như vậy cái quẻ này này, cái quẻ thiên thủy tụng này, động hao 5. Động hao 5. Nào. Thì động hào năm nó có nghĩa là quẻ thiên, động hào năm nó sẽ là biến thành là quẻ ly. Quẻ ly. Đó. Thì lúc này nó biến này, quẻ thiên thủy này. Thiên trên thủy, thiên thủy tụng này. Động hào năm này, không? Động hào năm trên đây. Động hào năm. Thì nó sẽ biến thành là hỏa này. Đó. Hỏa trên thủy. Được chưa? Đó, rồi, ví dụ như vậy, đó là thành là như vậy. Thì chúng ta sẽ tính được là chúng ta lấy cái mô hình của nó, cái mô hình tính là lá cây đây này. Một cái gì cũng được, bốc đậu bốc tâm hay cái gì cũng được, đó gọi là mô hình hay gọi là không gian. Bởi vì không gian nó mới chứa đựng vật thể, nó chứa đựng được cái vật thể này. Và chúng cái giờ chúng ta này bẻ cái lá cây hay cái chúng ta làm cái hành động đó thì được gọi là thời gian. Lúc này không gian và thời gian chúng ta kết hợp lại thì nó sẽ tạo được cái hệ số thông tin. Xong rồi chúng ta tính là lấy
không gian và thời gian nó gom lại với nhau thì nó sinh ra hào động đó, và quẻ nó như vậy là cái hình thở chúng ta dễ lấy nhất. Còn có những hình thở ví dụ như chúng ta sẽ tính theo hình thở khác nữa, rồi ví dụ như đi một cái hình thở khác nữa, chúng ta dựa vào hình thở tượng quái, chúng ta dựa vào hình thở của người, chúng ta dựa vào hình thở vật thở. Ví dụ như là chúng ta thấy một cụ già lên gặp ta, mà cụ già lên gặp ta đi lúc 2 giờ chiều ha. Cụ già lên gặp ta này lúc 2 giờ chiều, 14 giờ chiều để cho dễ. Đó. Thì chúng ta lập được quẻ gì? Lúc này cụ chưa hỏi nha. Lúc này cụ chưa hỏi quẻ chúng ta là lên hỏi là có việc gì. Ví dụ như lên hỏi việc nọ việc kia. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy cụ đi từ ngoài cổng vào hoặc là ở đâu đó. Thì chúng ta lập quẻ để xem cụ lên hoặc cụ hỏi vấn đề gì. Như vậy chúng ta lấy cái cụ già này. Cụ già này là cái quẻ càng. Quẻ càng nha. Càng là cụ già. Lúc 14 giờ này, 14 giờ chính là giờ mùi ha. Giờ tỵ là số 6, giờ ngọ là số 7, giờ mùi là số 8. Như vậy 14 giờ này chính là giờ mùi là số 8 nè, mùi. Số 8. Rồi, tượng càng chúng ta số 1 này, số 1 trên số 8 này, thấy không? Đó, 1 trên 8 nha. Vậy là ta trích xuất được cái cụ già này là cái tượng càng này, đó. Rồi cụ ví dụ như liên về là ngang hàng với tuổi bố mình này, rồi là người đàn ông lớn tuổi này, hay là cụ già này, hay là những vị mà chức sắc lớn này, thì chúng ta được quy về quẻ càng hết nha, quái càng hết. Thì chúng ta lúc này chúng ta sẽ được coi như là thiên địa, thiên trên địa này, thiên địa bỉ. Số 8 đây là quẻ khôn này, là quẻ địa đó. Cho nên chúng ta sẽ được cái quẻ thiên địa bỉ. Rồi bây giờ chúng ta tính cái hào động làm sao? Tượng càng là 1 này, cộng 8 là 9 này. 9 chia 6, được 1 lần dư 3. Thì chúng ta sẽ nói là quẻ thiên địa bỉ động hào 3. Thì nó sẽ biến ra quẻ gì? Thiên địa bỉ động hào 3 nó sẽ biến ra là quẻ thiên phong cấu. Thiên sơn. Sẽ ra được là quẻ thiên sơn động, hay là chúng ta gọi quẻ thiên sơn. Rồi, đó là những cái phương pháp lập hình thở như vậy. Hoặc là ông làm tổ trên cổng tường, trên cổng, hay là làm tổ trên bức tường, hay là làm tổ trên mái nhà, hay là ông làm tổ ở cành cây, hay là làm tổ ở gốc cây. Đó, thì chúng ta lập theo hình tượng đó. Cái gì ở trên thì chúng ta lập cái thượng quái, còn cái gì mà ở dưới thì chúng ta sẽ lập hạ quái. Phương pháp, những cái phương pháp này là một số phương pháp khác chúng ta có thể tùy. Những phương pháp này á, thì thông thường chúng ta sẽ đến tận nơi. Ví dụ như là mất tích thì chúng ta đến cái chỗ nơi mất tích đó, chúng ta lập quẻ là chuẩn nhất. Chúng ta đến bảo, ví dụ như mình đi ngang đó, hay là mình đến mình xem rồi, hay là mình bất chợt mình đi đâu đó, mình đi ngang qua cái vụ việc đó. Đây là hình ảnh hoặc là con người. Rồi âm thanh, ví dụ như chúng ta lập âm thanh. Ví dụ như 2 giờ đêm thì thường là không có cái tiếng nổ hay là một cái tiếng gì, nhưng mà lúc 2 giờ sáng thì chúng ta lại nghe tiếng nổ nha. 2 giờ sáng chúng ta nghe 3 tiếng nổ. Đây, lập theo âm thanh nha. 2 giờ sáng này nghe 3 tiếng nổ. Như vậy ở chỗ này chúng ta có nhiều cách lập, nhưng mà chúng ta muốn lập cách nào cũng được, một trong hai cách. Không, 2 giờ sáng là giờ Sửu, như vậy là tí rồi đến Sửu, như vậy chắc chắn nó sẽ là số 2, đúng không? Số 2 chúng ta sẽ quy được là quẻ đồi. Đó. Càng rồi đến đồi vậy nha, càng là 1, đồi là 2. Rồi. Tiếng nổ này. Tiếng nổ là âm thanh. Âm thanh chúng ta nghe 1 tiếng nổ, 2 tiếng nổ, 3 tiếng nổ, 4 tiếng nổ, nếu trường hợp chúng ta phân biệt được tiếng nổ thì 3 tiếng nổ thì chúng ta có thể lấy tượng quái là 3. Ví dụ như là tượng 3 là tượng càng đòi, tượng ly. Ly là số 3. Đó. Là chúng ta sẽ lập được này, càng trên ly. Đó.
đòi đòi trên đòi trên ly. Còn nếu trường hợp chúng ta tích sức theo tượng quái cũng được, tiếng nổ nó là tượng 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 trắng trắng sấm sét đó là tiếng nổ, thì chúng ta cũng có thể là lấy tượng trắng cũng được. Chúng ta lấy đòi trên trắng hoặc đòi trên ly tùy. Nha, rồi hào động thì chúng ta cứ lấy số chúng ta cộng lại là nó sẽ ra được hào động. Như vậy căn cứ vào cái hiện tượng đó chúng ta thể lập được cái quẻ là chúng ta sẽ biết cái hiện tượng đó là hiện tượng gì. Nhớ chú ý nha, chúng ta cái gì mà động là bất thường chúng ta mới lập nha, còn cái không bất thường là đừng lập. Ví dụ như là nửa đêm thì bình thường sẽ không nghe tiếng nổ, nhưng mà có tiếng nổ là bất bình thường thì chúng ta mới được lập quẻ. Hoặc là ví dụ như đang 2 giờ sáng là coi như là đang còn ngủ, hay là âm thanh yên tĩnh nhưng mà tự nhiên chúng ta lại nghe đánh chuông. Như vậy tại sao lại đánh chuông 2 giờ đêm là bất thường? Thì bất thường là chúng ta có quyền lập lập quẻ. Còn ví dụ như nhiều tiếng chuông quá, nhiều đánh cả mười mấy 20 tiếng chúng ta không tính được, thì chúng ta lấy theo tượng, có nghĩa là tiếng tiếng nổ, tiếng động, tiếng chuông đồ là chúng ta cũng có thể lấy tượng sấm cũng được, lấy cái tượng trắng cũng được. Còn ví dụ như đánh 3 4 tiếng gì đó, chúng ta tính được rõ ràng, nghe nghe rõ ràng mới được lập nha, chứ không nhớ làm lờ mờ chúng ta không nên lập. Lờ mờ thì chúng ta trích xuất tượng quái là nó chuẩn hơn. Đó là như vậy. Hoặc là ví dụ như là mình đưa một người nào đó ví dụ như lên tàu, hoặc là lên lên tàu hoặc lên máy bay đi đi ra sân bay nữa đi, thì để coi cái tình hình họ đi có thuận buồm xuôi gió hay không thì mình lập quẻ cũng được. Ví dụ như lên tàu, tàu rời bến vào lúc coi như 5 giờ chiều, tàu tàu rời bến này, rời bến lúc 17 giờ chiều, đúng không? Thì coi cái lộ trình hành trình của họ đi nó có thuận lợi hay không, rồi đi đường dài á, đi ví dụ như từ nước này sang nước khác đồ có thuận lợi hay không đó. Thì tàu này, tàu nó là quẻ trắng ha, tàu là trắng không? 17 giờ, 17 giờ là giờ Dậu đúng không? Giờ Dậu như vậy là giờ Dậu là số 9. Số 9 chúng ta coi như là bỏ 8 là còn 1 ha, số 9. Giờ đây là giờ Dậu ngang số 9. À, 9 thì đây là chúng ta có cái tượng trắng rồi nè, để chúng ta để lên thôi. Số 9 này chúng ta lấy 9 chia 8. Chúng ta sẽ được một lần dư 1. Thì lúc này chúng ta sẽ ra quẻ càn. Như vậy nó sẽ ra cái quẻ coi như là Lôi Thiên. Đó, quẻ Lôi Thiên. Rồi, quẻ trắng này, chúng ta trắng là số 4. Trắng là số 4 này. Không? 4 cộng với 9 13. 13 chúng ta 13 chúng ta chia cho 6. 13 chúng ta chia 6 là được 2 lần dư 1 động hào 1. Thấy không? Lôi Thiên động hào 1. Đấy không? Ra tiếp quẻ khác. Nó ra tiếp một cái quẻ nữa là quẻ Lôi. Này, Lôi Lôi Phong. Lôi Phong tiểu quái. Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ lập được. Cái phương pháp này chúng ta đừng cố định nha, chúng ta không nên cố định một cái gì đó, chúng ta nhìn thấy hình thở nào rõ ràng nhất thì chúng ta lập theo đó. Ví dụ như rùa bò ra từ trong ví dụ ta có làm một cái hồ bộ hoặc là một cái hồ nước đi, rùa bò ra từ trong hồ nước thì rùa, con rùa tượng pháp của nó là như ví dụ như là tượng 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 cấn, tượng cấn là tượng 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 số 7 đó, tượng núi á. Nước nước đó là thủy, có nghĩa là quẻ quẻ khảm. Như vậy nó chúng lúc này chúng ta sẽ lập 7 trên 6. Rồi cái thời gian mà rùa bò, ví dụ như thời gian con rùa nó bò ra là 1 giờ 30 thì chúng ta lấy giờ coi như là giờ Mùi để chúng ta làm hào động. Như vậy là Mùi là số đó là số 7, Mùi là số 8. 8 chia cho 6 được 2 là được một lần dư 2. Như vậy là ta quẻ được cái quẻ đó động hào 2. Như vậy lúc lúc này chúng ta lập đa dạng muôn hình muôn vẻ, căn cứ vào sự vật hiện tượng gì thì chúng ta luận theo cái chúng ta sẽ lập được theo cái đó. Từ cái sự kiện đó nó hình thành, nó có nghĩa là có nhân duyên để hình thành thì chúng ta lập theo cái đó luôn, chúng ta không cần nhất thiết phải cứ lúc nào cũng cũng coi như là sơ ri tiền, hoặc lúc nào cũng coi như là lấy cái giờ ngày giờ cộng lại cũng không nên, không trích xuất theo tượng quái chúng ta lập cho nó nhanh đó. Đó là một số phương pháp như vậy, còn ngoài ra nó còn rất là nhiều nha, nó căn cứ vào màu sắc quần áo, rồi căn cứ vào hành động của cái người đó. Ví dụ như là cũng là cụ già, nhưng mà cụ già là coi như là cụ già lên ngồi uống nước với mình xong thì lại
ví dụ như lại có cái hành động khác, ví dụ hành động hút thuốc hay gì đó, thì mình cũng có thể căn cứ cho đó mình làm quẻ cũng được để xem thử họ đến có công việc gì. Chứ còn chưa chưa cần là cụ hỏi mình đâu, mình cũng lập ra mình cũng biết được. Như vậy muốn biết được mình phải căn cứ vào cái hào động để mình biết. Cái những cái bài tiếp theo chúng ta sẽ học ở cái hào động này chúng ta sẽ biết được cái ý nghĩa. Rồi. Như vậy là cái phần 2 á, là các cái phương pháp lập quẻ là chúng ta đến đây là chúng ta hết. Bây giờ chúng ta vào cái phần thứ ba, đó là phương pháp lập quẻ lục hào. Về cái phương pháp lập quẻ lục hào á, nó chỉ có một phương pháp duy nhất thôi nha. Là chúng ta chỉ có thể dùng hào để chúng ta gieo quẻ thôi chứ không có cách nào khác. Như vậy muốn 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 sử dụng phương pháp này thì chúng ta phải chuẩn bị ba đồng xu để chúng ta gieo. Rồi. Nha, 3 đồng xu để chúng ta gieo, xu gì cũng được nha. Chúng ta có thể dùng bất kỳ cái đồng xu gì cũng được. Không cần nhất thiết là phải đồng nọ đồng kia đâu. Rồi. Đây là tôi sẽ giới thiệu cho mọi lớp chúng ta này cái đồng xu đây này, đồng xu âm dương này, thấy chưa? Đây này, đỡ lên xíu xíu này. Đó. Cái mạch này là cái mạch có 4 chữ này. Không, nó có phân biệt nha. Rồi cái mạch này là cái mạch 2 chữ này. Đó, thấy mạch 2 chữ không? Như vậy chúng ta quy định, tùy chúng ta quy định, chúng ta có thể quy định mạch 4 chữ là mạch dương. À, mạch nhiều hơn là mạch mạch nhiều chữ hơn là mạch dương này, do nó nổi lên, nó rõ hơn là mạch dương. Còn cái mạch này có 2 cái chữ này, 2 cái chữ gì đây cũng không biết, chữ nho chữ gì đó. Thì nó ít chữ hơn hay là nó chìm thì chúng ta quy định mạch âm. Đó, tùy chúng ta quy định ngang. Chúng ta khi mà chúng ta quy định rồi là chúng ta phải lấy cái hộ quy chiếu nó để chúng ta gieo quẻ ngang, chứ không có là gieo một đường mà chúng ta lập một nẻo là sai đó. Thì những cái đồng sen đồ á, đồng sen ví dụ như nó có mạch hình và mạch chữ. Mạch hình thì chúng ta quy định là coi như là mạch dương, còn mạch chữ chúng ta quy định mạch âm. Cái này do chúng ta quy định tùy. Rồi. Thì cái phương pháp gieo này gieo như thế này như thế nào? Thì chúng ta chuẩn bị 3 cái đồng xu nha, 3 đồng xu. 3 đồng xu là giống nhau, ví dụ như 3 đồng như thế này này là 3 đồng xu giống nhau đó, thấy không? Đó, rồi xong rồi mình tiến hành mình gieo thì mình gieo như sau. Mình sẽ tiến hành gieo 6 lần, bởi vì cái hợi quẻ của mình nó có 6 hào cho nên mình tiến hành gieo 6 lần. Lần thứ nhất là hào 1, lần thứ hai là hào 2, lần thứ ba hào 3, lần thứ bốn là hào 4, lần thứ năm hào 5 và lần thứ sáu là hào 6. Mỗi lần chúng ta gieo thì chúng ta chỉ gieo xong lần thứ nhất thì chúng ta lại lấy lên, chúng ta lại tiếp tục gieo. Như vậy trước khi gieo chúng ta cần tập trung, nó cũng giống như bên mai hoa thôi chứ không khác gì. Nó chỉ khác là khi mà chúng ta tĩnh tâm khoảng tầm 3 đến 5 phút á, trước khi gieo á, là nghĩ về sự việc đó cần hỏi. Sau đó chúng ta đặt 3 đồng xu nào vào cái lòng bàn tay của mình đó. Chúng ta sẽ đặt lòng bàn tay như thế này này. Được nào. Sau đó chúng ta úp cái bàn tay chúng ta lên còn lại, chúng ta cầm chặt như vậy, chúng ta tâm niệm về việc của hỏi, chúng ta tác ý về việc chúng ta cần hỏi. Sau đó chúng ta gieo 3 đồng xu này ra nền đất hoặc là nền hay là mặt bàn gỗ. Hay là chúng ta gieo ở đâu tùy, nhưng mà chú ý khi gieo xuống á, là đồng xu nó phải có độ nảy lên, hoặc là nó không có độ nảy thì ít nhất là nó rơi tự nhiên. Chứ chúng ta không được dùng các cái vật thể giống như vải mềm đồ á, là nó không có cái tính độ bật của nó hoặc là tính độ đàn hồi của nó, thì lúc này là quẻ nó không khách quan lắm, có nghĩa là nó chứa ít thông tin hơn. Rồi. Như vậy chúng ta gieo 6 lần. Rồi bây giờ gieo như thế nào? Ví dụ như chúng ta ghi này vào lúc coi như là 9 giờ 15 phút, thấy không? Ngày 17 tháng 1 năm 2024 gieo quẻ, được chưa? Đó, chúng ta ghi cái tục thời gian vô ngang để quên nha. Rồi, lần 1, lần 2, lần 3, 4, lần 5 và lần 6. Đây. Rồi, lần thứ nhất chúng ta gieo. Ví dụ như chúng ta quy định cái mạch này, cái mạch 4 chữ này là mạch dương. Xong là mạch 2 chữ này là mạch âm, đúng không? Lần thứ nhất chúng ta gieo ra 2 mạch chữ, không? Ví dụ như này, chúng ta gieo ra 2 cái mạch chữ ngang, mạch chữ đây. Đây nè, 1 mạch chữ này, 2 mạch chữ. Không? Rồi một cái hào nữa, cái hào đây là hào âm này, không? Một cái mạch đây là mạch âm, đúng không? Đấy.
lần thứ nhất chúng ta đưa ra như vậy. Thì lúc này chúng ta sẽ ghi là cái hai cái dương này nó nhiều hơn thì chúng ta ghi hào dương. Hào dương ngang, lần thứ nhất là chúng ta ghi là dương. Đấy. Được chưa? Rồi. Lần thứ hai chúng ta ghi, chúng ta gieo nữa, mà lúc này á là nó ra ba mặt dương luôn. À, nó ra ba cái mặt dương này, 1 2 3 là ba mặt dương hết. Thì chúng ta sẽ biểu diễn là dấu âm. Ngang. Dấu âm này, không? Nhưng bên đây là có cái dấu này là cái dấu động này, có nghĩa là âm động. Âm động là cái hào màu đỏ đó, có nghĩa là nếu mà âm động thì nó sẽ biến thành hào dương đó, được chưa? Rồi. Tiếp. Lần thứ ba chúng ta gieo ra mặt âm, đúng không? Tiếp hào đây cũng ra mặt âm. Rồi hào còn lại này ra mặt dương. Lúc này có hai âm một dương đó thì chúng ta biểu diễn là âm. Được chưa? Lần thứ tư chúng ta gieo ra một hào âm, hai hào âm và hào này cũng là hào âm luôn thì chúng ta ghi là dương. Chúng ta ghi ngược lại ngang dương. Nhưng mà động, dương động sẽ biến thành âm này, dương động sẽ biến thành âm. Còn đây là âm động sẽ biến thành dương. Quay lại. Như vậy cái nguyên lý này là nguyên lý cực vượng Hóa Si này, cực cực âm thì biến thành dương, còn cực dương thì biến thành âm. Như vậy lúc này quẻ chúng ta là biểu diễn như vậy. Đó. Rồi chúng ta cứ gieo như vậy cho đến khi mà đủ 6 lần là dừng. Nhớ chú Nguyễn An, mình cho ai gieo su thì mình phải ngồi mình tính nha. Ví dụ như lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, lần 6, lớn lần 6 là xong, chứ không là họ là gieo tiếp. Còn nếu trường hợp chúng ta gieo trên bàn á mà đồng xu nó hai có hai đồng xu ở trên bàn và một đồng xu ở dưới đất á, thì chúng ta quẳng để cho nó rơi xuống nha, rồi chúng ta tính, chứ cũng không nhất thiết phải gieo lại. Còn nếu chúng ta gieo mà cái đồng xu á nó bị rơi vào một cái khe hay là một cái vách đứng nào đó nó nghiêng, thì lúc này cái phần nghiêng về cái phần nào nhiều hơn chúng ta sẽ lấy mặt đó. Ví dụ như phần dương nghiêng nhiều hơn thì chúng ta lấy phần dương, còn phần âm nghiêng nhiều hơn thì chúng ta lấy phần âm, chứ cũng không cần nhất thiết phải trả gieo lại. Chừng nào mà nó đứng vuông góc 90 độ thì lúc này chúng ta mới trả gieo lại, còn không thì chúng ta cứ lấy bình thường. Đó là phần như vậy. Cái vấn đề mà gieo lục hào nó khác với lại lập quẻ của Mai Hoa, là lục hào nó có thể có nhiều hào động. Nó có thể là từ hào 1 này, hào 1, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 đều động hết, cũng có thể có. Hoặc là trong này đó, có khi là chúng ta gieo không có hào động nào luôn, có nghĩa là hào tĩnh hết, không có hào động. Nha, rồi. Phương pháp lục hào nó chỉ có như vậy thôi. Như vậy cái phương pháp lục hào này chúng ta sẽ giải được nhiều câu hỏi. Ví dụ như chúng ta muốn hỏi là cầu tài, rồi chúng ta hỏi sức khỏe, chúng ta hỏi công việc, thì chúng ta có thể hỏi được nhiều câu cùng một lúc, nhưng mà buộc phải gieo su nha. Rồi. Tại vì cái phương trình của lục hào này tổng nó là coi như là 4096 tổ hợp. Rất là nhiều, nó rất là nhiều thông tin tổ hợp này. Còn cái phương pháp Mai Hoa chúng ta chỉ cho hỏi một câu thôi á, là lý do làm sao? Lý do của Mai Hoa nó chỉ có là coi như là 384 tổ hợp thôi. Đây, tổ hợp số của Mai Hoa nó rất là ít nè, nó bằng khoảng tầm chưa tới 1/10 của cái này nữa này, không? Cái này nếu mà nhân 10 lên thì mới có 3840 à, còn đây tới 4000 này, nó còn hơn mười mấy lần, 11 12 lần vậy đó. Cho nên là Mai Hoa cho hỏi một câu, việc gì hỏi là tịnh tâm tập trung một câu mà hỏi. Còn lục hào đây chúng ta hỏi rất là nhiều, đặc biệt là người ta đến đầu năm á, người ta hay xin quẻ mà coi như là hỏi về gia đạo á, thì thông thường người ta hỏi về sức khỏe, rồi làm ăn, rồi con cái, rồi chồng, rồi chuyện nọ chuyện kia rất là nhiều, thì mình không thể áp dụng Mai Hoa được, mà chúng ta áp dụng cho Diêu Su này để chúng ta giải. Bởi trong đây có nhiều hào động nên là cái việc nó chứa thiên cơ trong đó rất là nhiều. Cái tổ hợp toán học của nó này vô cùng nhiều đó. Rồi, như vậy nha. Rồi đồng xu là như vậy. Sau đây chúng ta phương pháp gieo su là chúng ta tới cái chỉ có như vậy thôi, chứ cũng không có thêm cái thông tin gì nữa. Rồi phần 4 chúng ta sẽ đi vào cái phần cuối cùng này. Phần 4 chúng ta sẽ đi vào là cái phần mềm á, một số phần mềm. Thì hiện nay á, chúng ta có rất là nhiều phần mềm nha, cũng đâu cũng phải 5-7 phần mềm gì đó. Nhưng chúng ta sử dụng một phần mềm thôi, đừng có sử dụng quá nhiều phần mềm.
Cái phần mềm dễ sử dụng nhất là chúng ta vào cái trang dịch quái á, ha, trang dịch quái. Đấy, trang dịch quái này này. Trong cái trang dịch quái này của nó là của coi như học viện lý số à, học viện này lý số ORG, ORG này đó, là khi mình gõ như vậy là nó ra. Xong ở trong này nó có đủ các cái phần mềm ngang, phần mềm lập quẻ theo lục hào. Thì khi mà chúng ta vào cái phần mềm lập quẻ theo lục hào á, chúng ta vào cái phần mềm này á, nó sẽ có, nó sẽ người ta sẽ đánh dấu cho mình này, hào 1, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6. Rồi người ta đỡ trong đây này, chúng ta chỉ cần chấm vô, chúng ta tích vô hào âm hay hào dương. Ví dụ như chúng ta lần 1 thì chúng ta gieo ra hào dương thì chúng ta tích hào dương. Lần 2 ra hào âm thì chúng ta tích hào âm. Xong bên cạnh đây này, bên cạnh đây người ta từng hào đây người ta đỡ một cái ô nhỏ nữa. Là ví dụ như hào động thì chúng ta tích cho hào động. Ví dụ như chúng ta gieo 3 hào dương thì chúng ta sẽ ghi âm động. Lần 4 chúng ta ghi 3, chúng ta gieo được 3 hào dương thì chúng ta ghi âm. À, chúng ta tích vô là dấu âm. Rồi, nhưng chúng ta ghi động. Chúng ta sẽ tích bên cạnh đó là cái dấu tích này, dấu tích đây gọi là dấu động. Đó. Mỗi cái hào như vậy người ta làm một cái ô nhỏ sau này này để chúng ta tích vô đó. Đó là lục hào nha. Còn nếu trường hợp mai hoa thì chúng ta vào cái phần mềm này, nó có các phần mềm ở trong cái trang dịch quái này luôn nha, của học viện lý số ARG này này. Có luôn á, là lập quẻ theo seri tiền. Như vậy chúng ta nhập cái số seri tiền là tự động quẻ nó sẽ an ra được là hào động luôn luôn, có luôn đầy đủ. Chúng ta khỏi lập tay. Rồi lập quẻ theo giờ động tâm. Giờ động tâm có nghĩa là ví dụ như 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 1 năm 2024 chúng ta lập quẻ thì chúng ta nhập cái thời gian vô là nó cũng ra được cái quẻ cho ta luôn. Chỉ có cái việc khác là giống như chúng ta lập quẻ theo hình thở nó không có. Như vậy chúng ta muốn lập quẻ theo hình thở thì chúng ta mượn cái công cụ của lục hào này này. À, mượn công cụ lục hào này chúng ta lập lên. Về phương pháp lập á, là của lục hào, phần mềm lục hào, nhưng mà phương pháp chúng ta lập là phương pháp của Mai Hoa nha. Rồi. Chỗ này như thế nào? Ví dụ này, ông làm tổ ngang, lúc ông làm tổ trên 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 tường trên cái trên cổng đi, trên cổng chùa đó. Rồi thì chúng ta lập được cái quẻ như thế nào, ứng dụng trong cái phần mềm của lục hào như thế nào nha. Chúng ta ông này, ông là tượng tốn tốn này. Vì sao ông là tốn nha? Ông là nó bay, nó có tính chất phát tán từ nơi nọ đến nơi kia. Như vậy cái gì mà có tính phát tán á, là chỉ có thuộc tính của gió thôi mới gọi là phát tán. Ví dụ như là mùi hương cũng là tính phát tán này, âm thanh cũng coi như là âm thanh đó. Ví dụ như gõ chuông cũng có tính phát tán này nha, chỉ có tiếng động quá lớn thì mới gọi là trắng thôi, còn lại âm thanh gõ chuông hay là âm nhạc cũng có tính phát tán. Thì tính phát tán của nó là tốn, tượng coi như tượng gió nó thổi đi á. Cái cổng này, cái cổng là quẻ cấn. Nghe, tượng pháp của nó là quẻ cấn. Những cái thông tin này á, thì cần tôi sẽ đưa những cái thông tin này lên cái nhóm á, xong là chúng ta cốp về chúng ta photo là coi cũng được. Rồi tượng tốn này là số 5 chưa, tượng cấn này là số 7. Chúng ta cộng 5 cộng 7 là 12, 12 chia cho 6 như vậy là được 2 lần dư không. Như vậy chúng ta lấy là động hào 6. Nếu trường hợp dư chia mà không có dư thì chúng ta lấy luôn cái số đó nha. Rồi như vậy chúng ta sẽ ra được là quẻ tốn này, tên là cấn này, động hào 6 đó. Rồi mình vô cái phần mềm lục hào nãy đó, đang gõ vô cái coi như là trang dịch quái, xong rồi trong hoặc là chúng ta có thể lên Google chúng ta gõ trực tiếp vô là coi như là lập quẻ dịch theo lục hào cũng ra, cũng nó cũng ra luôn. Rồi xong ở trong đây này nó có cái thanh từ 1 2 3 4 5 6. Ở đây nó có các cái hào động bên đây nè, cái ô ô này, sau mỗi cái số này nó có một cái ô. Đó. Rồi. Chỗ này ví dụ như chúng ta nhìn thấy này, chúng ta quẻ tốn này, tốn ở tên là tốn, tốn là thượng. Tốn thượng này, như vậy tốn là gì? Tốn là khiết dưới, như vậy hào 6 dương, hào 5 dương và hào 4 âm. Đúng không? Thì tốn tốn khiết dưới đây, đúng chưa? Rồi, tiếp này, quẻ cấn, ha. Quẻ cấn coi như là tượng của núi.
Như vậy là hào ba dương, hào hai âm, rồi hào một âm. Nào, chúng ta tích vô nha, ở trong đây nó có cái thanh, chúng ta tích vô một âm. Dương thì chúng ta tích dương, mà âm thì chúng ta tích âm. Rồi chúng ta tính nè, động hào sáu này thì chúng ta tích vô cái chỗ này, động hào sáu. Rồi ở dưới này nó ghi là nó ghi là coi như là lập quẻ này, nó có một cái thanh, chỗ này có một cái thanh lập quẻ, thì chúng ta nhấn vô đây là tự động nó an ra một cái quẻ, một cái quẻ cho mình là xong. Đó. Rồi lá cây hay là chúng ta tính lá cây hay là tiếng động, tiếng nổ gì nó cũng tương tự giống như vậy. Giống như vậy luôn, chỉ khác là chúng ta mượn cái phần mềm của Lục Hào chúng ta an thôi. Bởi vì bên phần của Mai Hoa, lập theo phương pháp của Mai Hoa nó chỉ có mấy phương pháp thôi, chứ nó không, người ta không có viết nhiều, cho nên là chúng ta tạm thời mượn cái này sử dụng. Đó. Đó. Bài học của chúng ta là có nghĩa là phần cuối cùng là giới thiệu về cái phần mềm là như vậy, là nên là chúng ta có gì chúng ta lên đánh lập rồi coi cho nó dễ, lập số điện thoại hay là số tài khoản ngân hàng nội chúng ta cũng có thể dùng lập được hết, để chúng ta coi thử tốt xấu hay là ổn hay không ổn, chúng ta có thể dùng hay không dùng đó. Rồi bài học của chúng ta là cái phần lập quẻ là đến đây là hết. Thôi em hỏi sao đồng hồ sáu thấy? Cái này sao đồng hồ sáu hả? Cái chỗ này sao? Cái này hay sao hả sư? Giờ tại sao đồng hồ sáu? À cái này là 5. 5 ngang. Cái tượng của nó là 5 này. Số 5 cộng với số 7 này là bằng 12. Được chưa? 12 này. Thì mình muốn tính hào động là mình sẽ lấy cái số tổng, cái số thượng cộng cái số hạ chia cho 6, lấy số dư. Như vậy lúc này là nó bằng 2 này, 6 nhân 2 12. Như vậy mình nhìn cái một cái đồng hồ này, nó từ số 1 nha, nó từ số 1 đến số, ví dụ như từ số 1 nó chuyển động đến 6. Như vậy lúc này mình chia hết một vòng là cho 6, đúng không? Vòng thứ hai tiếp tục nó lặp lại, nó chia thì nó quay về lại vị trí này, thì chúng ta lấy chính bản thân của số 6 này luôn này, đúng không? Hoặc là giống như ví dụ như chúng ta muốn tính thượng. Chúng ta sẽ chia cái thượng cho 8. Ví dụ như bây giờ chúng ta tính thượng được là 12. Chúng ta tính thượng được 10, 16. Thì chúng ta chia cho 8. Đúng không? Để tính thượng này. Như vậy lúc này là 8 x 2, 16 được 2 lần dư 0. Dư 0 này. Trong thực tế nó đâu có cái chỗ nào dư 0 đâu. Dư không nó chính là cái số 8 đây nè, có nghĩa là hai vòng lặp lại của 8 thì có nghĩa là chính bằng số 8 này, thì chúng ta lấy luôn cái quẻ, có nghĩa là lúc này là dư không thì chúng ta lấy luôn số 8 đây nè, để chúng ta ra cái quẻ, có nghĩa là quẻ khôn. Đó, số 6 cũng tương tự như vậy luôn. Động hào 6. Rõ chưa ạ? Dạ rồi ạ. Rồi, đó. Rồi xem qua bài học như vậy thì có cái phần nào chúng ta chưa hiểu hoặc là chúng ta chưa biết thì chúng ta xin cho ý kiến. Chúng ta nhớ là chúng ta muốn lập được quẻ nhanh đó, thì chúng ta cần phải nắm được đó, là cái tiền thiên bắt quái ngang. Càng đòi ly trắng tốn khảm cấn khôn là từ số 1 đến số 8. Rồi chúng ta nhớ được các cái giờ trong ngày. Tý sửu dần mẹo, thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi, nó sẽ tương đương với lại là 10, 12 giờ. Như vậy nếu mà trường hợp nó vào giờ mùi là số 8, giờ tức, giờ mùi xong rồi tới giờ thân là số 9. Số 9 thực ra nó quay lại là số 1. Không, rồi giờ dậu là số 10 thì quay lại số 2. Nó lặp lại. Trong quá trình sau này chúng ta học quẻ, chúng ta sẽ lập một cái quẻ cho tất cả các khung giờ trong ngày, thì chúng ta sẽ biết được là trong một ngày chúng ta lập giờ nào nó ra, tới đến cái quẻ nào là chúng ta sẽ biết. Nó sẽ có một bốn quẻ giống nhau. Trong một ngày nó sẽ có bốn quẻ giống nhau, nhưng mà nó khác hoạt động. Ví dụ như là chúng ta lập vào, ví dụ như là số giờ thân đi, giờ thân là giờ thân số 1. Như vậy giờ thân nó sẽ lặp lại giờ tí. Như vậy giờ tí chúng ta lập giờ tí nó ra cái quẻ dưới giờ thân là giống nhau, hoàn toàn hai cái quẻ này giống nhau chứ không khác, nhưng nó chỉ khác hoạt động thôi. Nó khác hoạt động là nó sẽ khác hết phương trình hệ số của nó, khác hết.
Nên cho em hỏi là sao tàu là nó thuộc về cái quẻ chấm này. Rồi đây, cái này là cái hình tượng nha, cái quẻ trắng chúng ta như thế này, cái quẻ trắng nè, cái quẻ trắng này nè, đó, cái quẻ trắng này nè, thấy không? Như vậy nếu mà chúng ta kéo dài ra, chúng ta kéo dài cái quẻ này ra này, nó có hình tượng giống như chiếc thuyền này này, thấy không? Chiếc thuyền này này, nằm dưới như này này, thì ở dưới này á, ở dưới này là hào dương, còn ở trên này là nó rỗng là hai cái hào âm đây nè, thì chúng ta gọi là chiếc thuyền. Như vậy nếu mà trường hợp mà phương tiện chiếc thuyền hoặc là đi ô tô hoặc đi máy bay á, thì cơ bản nó cũng là cái quẻ này hết, nó có một ý nghĩa giống như nhau, có nghĩa là phương tiện di chuyển nha. Thì ngày xưa người ta gọi là đi xe ngựa, có nghĩa là khi mà đi xe ngựa thì người ta lấy cái quẻ trắng này để người ta lập luôn. Còn cái quẻ cấn này, cái quẻ cấn của chúng ta là cái cổng, cái tường hoặc là quả núi hoặc là mây. Ví dụ như cái quẻ cấn của mình như này, chưa đó, thì mình nhìn thấy này, nó giống như cái cổng ha, nó giống như cổng này ha, đi vô ở trên đây là hào dương này, âm âm này, âm âm ở trong này đó, thấy chưa? Rồi đó là như vậy. Tiếp này, nó giống như cái núi này, nó giống như một cái núi như là như này đó, không hình thể của nó chỉ có vuông với lại tròn thôi, nhưng mà về cái cấu tạo của nó là hào dương này, bên trong này là hai hào âm đó. Hoặc là ví dụ như là mây, mây thì chúng ta làm nó cuộn 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 lên dài, đúng không? Mây thì ở trên, ở ở trên của mây á là nó luôn là cái, nó luôn dính dính nhau này, là một cái hào dương, nó là kín, xong ở bên trong đây là nó hở này, có nghĩa là bên trong đây là nó cấu tạo, cho nên là nó là âm. Cho nên người ta nói tượng, cái tượng mà nhìn thấy mây đồ á, hay là mây có hình gì đồ á, thì chúng ta lấy tượng cấn mà chúng ta lập quẻ cấn, chúng ta lập. Còn ví dụ như là lửa hoặc là thấy ánh sáng nha, thấy ánh sáng hoặc là vật thể phát sáng thì gọi là ly, ly hỏa này ha, ly rộng giữa đây nè, mình nhìn thấy cái quẻ ly đây nè, ly đây. Như vậy cái quẻ ly á là có hai hào dương, như vậy lúc này chúng ta lấy âm này, âm là chính giữa đây. Như vậy chính giữa này là nó có nghĩa là cái điểm tụ chính giữa của nó là điểm phát sáng, mà ly nó cũng hỏa, hỏa là coi như là lửa, lửa cũng có tính phát sáng. Cho nên lúc này chúng ta, nếu mà chúng ta thấy cái gì sáng, ánh sáng ở phương Nam, phương Bắc, phương Đông gì đó, hay là thông thường ánh sáng thì chúng ta sẽ không nghe, chúng ta chỉ nhìn thấy. Như vậy khi thấy ánh sáng là một, chúng ta lấy quẻ ly này làm thượng quái, giờ chúng ta thấy làm hạ quái cũng được. Còn nếu chúng ta không biết giờ chính xác, ví dụ ta ở trong đêm mà chúng ta không không thấy giờ, không biết giờ, cũng không có cái phương tiện để chúng ta coi giờ, mà chỉ thấy ánh sáng không, thì chúng ta căn cứ vào phương hướng. Ví dụ như là về phương Nam có ánh sáng thì chúng ta lấy phương Nam để chúng ta lập quẻ nha. Rồi đó là như vậy. Còn chúng ta thấy tượng nước này, tượng nước khảm này, khảm đài giữa nha, khảm đài giữa đây, đây tượng khảm này. Khảm với ly này, nước lửa đối xứng nhau ngang, một âm một dương này biến mất này, một âm một dương biến mất này, à, một dương một âm biến mất này, có nghĩa là tượng ly và tượng khảm là hai cái tượng nó đối xứng với nhau, nước lửa đối xứng với nhau đó. Đây tượng khảm đây là ví dụ như là nước này, không rồi là liên quan đến đến hơi nước này, không rồi liên quan đến cái việc mà như là nguy hiểm này, ví dụ như vách núi mà dựng đứng rồi ở dưới coi như là vừa vực sâu vạn trạch vạn trượng á, là chúng ta cũng gọi là quẻ khảm, có nghĩa là thấy cái tình huống nào mà nguy hiểm hay là sắp đụng xe đồ nguy hiểm, nó cũng gọi là quẻ khảm. Khảm là mang tính chất nguy hiểm, nước sâu trong nước thì nó nước sâu thì có nghĩa là nó tiềm tàng những cái nguy hiểm. Còn sau này mình học về hình tượng con người mà khảm có nghĩa là hung hiểm, là những người hiểm hay là những người nói chung là có tâm coi như là tà ác thì gọi là khảm. Rồi đó là nó như vậy đó. Còn lại các cái hình tượng khác thì mình cũng suy loại từ đây thôi, chứ nó không không có gì. Ví dụ như tượng khôn là biểu hiện cho sự chứa đựng hay là mây mù, hay là coi như là các cái vật thể khác, ví dụ như người mẹ hay là cô người người gì rồi đó, cũng là cái tượng khôn đó. Cho nên là cái chỗ này mình phải nhớ ngang, chứ không là mình nhớ về cái hình tượng nó rồi nhớ về các cái số luôn á, chứ không có là lập nó lâu lắm mất thời gian đó.
Rồi xem có vấn đề gì chúng ta cần hỏi nữa không ạ? Thưa thầy ơi, cái tướng mà mây á thì thầy nói là cấn vì hình giống như cái núi, nhưng mà mây mù thì là khôn à thầy? Mây mù á, ví dụ như mình gặp mây mù hoặc là sương mù á, thì gọi là khôn, có nghĩa là không hình thấy hình tượng mà chỉ thấy là, có nghĩa là sương mù phía trước mặt. Ví dụ như Bị mình che. nhìn thấy phía trước mặt của mình á, thì đâu có hình tượng gì đâu, nó chỉ là một cái vùng mù đó thôi, thì lúc này nó gọi là tượng khôn. Khôn nghĩa là sự chứa đựng hoặc là sự coi như là sự bao trùm, không nhìn thấy, bao trùm được gọi là khôn. Cho nên là lúc này mình cái tượng sương mù thì mình được gọi là khôn là như vậy. Con cảm ơn thầy. Cho nên cái tượng pháp á, ngang mình nghĩ cái tượng pháp về cái hình thở gì á, ngoài ra nó còn nhiều thông tin lắm, rồi liên quan đến động vật đồ, ví dụ như là những con vật lớn, ví dụ như voi, voi thì cũng là tượng càn, hoặc là ví dụ như là chim muông á, chim chim muông thì có nghĩa là tượng ly, ví dụ như vậy. Thì cái này là ở trong các cái tượng pháp nó có hết đó, ngoài ra chúng ta có thể thấy hình tượng gì nó giống giống thì chúng ta đều có thể trích xuất tượng pháp cũng được. Đôi khi á, là nó không có nhiều khi ví dụ mình thấy cái việc đó mình trích xuất cái tượng pháp chưa hẳn là nó đúng cái tượng pháp ở trong cái quy định của người ta đâu, đúng không? Tại vì người ta quy định, ngày xưa người ta quy định một số tượng pháp cơ bản thôi, có nghĩa là ghi một số cái nội dung trong đó thôi, chứ còn lại nhiều, bây giờ thời đại bây giờ nhiều lắm. Ví dụ như cái ổ USB đó, cái ổ USB của mình hoặc là cái ổ cứng đi, thì ngày xưa đâu có biết cái đó cái gì đâu mà có tượng pháp, nhưng bây giờ mình học rồi mình đưa thêm vô để cho nó có nhiều, nó cái hình thức của nó là coi như là nhiều, cái gì cũng cũng có thể lập được, mình cứ căn cứ vô cái điều kiện của đó là mình lập, tùy cái duyên mình lập thôi, chứ cũng không có ràng buộc cái gì đâu. Mô Phật. Như vậy là cái mình học cuối năm là các sư có bận công việc gì đến làm cái công việc cuối năm ạ? Tuần sau để chúng ta nghỉ để các sư làm các cái công việc của chùa. Và học tiếp thầy ạ. Tết nghỉ thầy ạ. Vâng, đó nên là nếu mà lớp chúng ta bận hoặc là sư các sư là làm ở chùa rồi làm công việc nhiều thì báo để chúng ta nghỉ nha, mình làm thật sự rồi qua năm học tiếp. Dạ mô Phật, bài học đến đây của chúng ta đến đây là hết. Thì tối thì chúc các sư an lạc rồi ngủ ngon. Mô Phật, chào cả lớp ạ. À. Chào thầy, cảm ơn Cảm ơn thầy ạ. Như là Phật chào thầy.